Quyết định của Quốc hội Indonesia được đưa ra trong bối cảnh hàng ngàn người biểu tình tại thủ đô phản đối sửa luật bầu cử. Quốc hội Indonesia đưa ra quyết định vào ngày 22 tháng 8. Trước đó, họ đã chuẩn bị để đảo ngược phán quyết của Tòa án Hiến pháp về đề xuất liên quan đến độ tuổi của ứng cử viên bầu cử. Nếu sửa luật, động thái này sẽ ngăn chặn một nhân vật chỉ trích chính phủ của ông Widodo ra tranh cử chức thống đốc Jakarta, đồng thời sẽ mở đường cho con trai út của Tổng thống tranh cử tại Trung Java vào tháng 11. Ngày 20 tháng 8, Tòa án Hiến pháp bác bỏ yêu cầu bỏ giới hạn độ tuổi để ngăn những người dưới 30 tuổi tranh cử chức thống đốc khu vực. Phán quyết này sẽ ngăn cản con trai út của Tổng thống Widodo là Kaisang Pangarep tranh cử khu vực tại Trung Java. Người dân Indonesia không hài lòng với đề xuất bỏ giới hạn độ tuổi tranh cử. Họ cho rằng việc này nhằm giúp Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo xây dựng một triều đại chính trị. Theo hãng tin AFP, hàng ngàn người biểu tình tập trung trước tòa nhà Quốc hội. Đến tối ngày 22 tháng 8, một số người biểu tình vẫn còn đốt lửa trước tòa nhà Quốc hội và cố gắng đập phá hàng rào. Vài tháng trước đó, con trai cả của ông Widodo được bầu làm phó tổng thống trẻ nhất Indonesia, kéo theo những cáo buộc về chủ nghĩa thân hữu. Văn phòng của ông Widodo đã cố gắng làm dịu tình hình. Con trai út của tổng thống được dự đoán sẽ đảm nhận một vị trí có ảnh hưởng trong cuộc bầu cử vùng vào tháng 11. Các chuyên gia cho rằng người dân Indonesia đang ngày càng mất niềm tin vào Tổng thống Widodo và những nỗ lực của ông nhằm duy trì ảnh hưởng chính trị.